Đây là con giống này là chất lượng nhất miền Bắc đây này. Bây giờ gửi này, gửi xuống Mỹ Đình này. Đấy, xong rồi Mỹ Đình họ sẽ chuyển đi các tỉnh miền Bắc. Những con giống như này là chuyển, những con giống như này là chuyển đảm bảo nhất. Anh em thân mến, đây là cái địa phận thuộc cửa hàng giới thiệu sản phẩm con đà điểu, là trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương. Thì hôm nay mình đang làm cái clip này để thông báo với tất cả các anh em, các bác nông dân đang quay con bò, con lợn sang với con đà điểu. Thì hiện giờ là các bác cũng rất là bỡ ngỡ. Thì cái kênh con giống của mình trên YouTube thì cũng có những cái video làm về cái cách xây dựng chuồng trại để nuôi con đà điểu, cũng như là cái tập tính, cũng như là cái một số những cái lưu ý trong quá trình chăn nuôi con đà điểu. Thì là mình sẽ phát triển một số những cái video tiếp theo để hoàn thiện những cái chương trình nông nghiệp nông thôn và cung cấp cái con giống ra thị trường. Thì giới thiệu với các bạn, đây là con đà điểu, nó là 3 cân một con, 3 cân một con, và đã rất là khỏe mạnh, bông tơi đây. Thì hiện giờ là đang ở dề đường đó, các bạn có thể thấy là mình có thể zoom lại cái cơ quan của mình. Cơ quan đây là viện chăn nuôi bán thịt đà điểu và con giống chất lượng cao. Thì hiện giờ là nhân viên cũng bắt đầu đến giờ làm việc, và họ sẽ thanh toán làm phiếu, và họ sẽ, đây là cổng cơ quan này, nó đây là cơ quan này, nó thịt đà điểu này đó. Thì hiện giờ là cái xe ở trên bao vì là cái xe đá trông Mỹ Đình. Cái xe này là xe người nhà mình, thì họ sẽ nhận hai cái con đà điểu này, họ sẽ xuống thì họ sẽ sang xe để đi các tỉnh từ miền Nam, miền Trung và đến khu vực các tỉnh miền Bắc. Thì các bạn yên tâm là cái những con giống bên mình cung cấp ra thị trường là nó đều như thế này đổ lên. Nếu các bạn di chuyển đường dài thì các bạn nên lấy cái tầm như thế này, các bạn đừng tham lấy cái loại 5 cân hay là 10 cân làm gì cả. Tại vì những con này dù nhiều dù ít là nó đã rất là bông tơi khỏe mạnh, và nó đã ăn uống rất là khỏe mạnh. Thì đã có những cái thuốc phòng, và những có sau này thì các bạn về nuôi tầm này thì các bạn về chỉ tiêm một mũi ở Newcastle của gà nữa là ok. Thì còn các bạn sẽ về, các bạn sẽ, những con này là một bên mình quản lý như sau. Đây là những cái con, những cái mã số, đây là mã số được gắn vào con đà điểu đó, những cái con mã chip, con mã số này là nó quy định cái lô nào, con trống như nào, con mái như nào, cái mã số đây. Đấy, con này cũng mã số đấy, chứ không phải là mình tự tiện ấp lợn, mà đây là đây con mã số đây. Bây giờ nó bóng, cái bằng phi này nó bóng, thì các bạn có thể thấy là nó rất là ok. Đấy, thì các bạn căn cứ vào cái này thì các bạn có thể biết được đây là một đơn vị cung cấp con giống đà điểu tại Ba Vì, thuộc khu vực miền Bắc, rất là uy tín về chất lượng con giống. Bởi vì các bạn đã hình dung được con giống, các bạn bỏ tiền ra mua tầm trên dưới 2 triệu, các bạn không, cũng là đồng tiền, nên là các bạn phải tìm đến những cái nơi có cái thương hiệu, cũng như có cái đoàn thể, có cái tập thể, họ sẽ có những cái làm việc mang tính chất là chất lượng và uy tín lâu dài, nhưng không có cái kinh doanh theo kiểu như là chớp nhoáng. Thì các bạn có thể thấy là những con đà điểu như này là mình để vào cái thùng xốp như này, là mình để khoét lỗ như này, nó tạo cái độ thoáng, và nó đặc biệt là cái chân của nó dẫm vào đây nó sẽ không bị hỏng móng. Con đà điểu nó chỉ có 2 cái móng thôi, chứ gần như là nó để nó phục vụ cho việc chạy, còn cái móng sắt đập theo chân để hai đấy thì là nó không, nó sẽ tự, nó sẽ tiến hóa thì nó sẽ chạy nhanh. Con này là sống ở trên cát, và cái nhiệt độ là 30 độ, trên dưới 30 độ. Thì các bạn thấy là nó cũng rất là đáng yêu, những con đà điểu này rất là đáng yêu nhé.
tí nữa là mình sẽ nấu thùng xốp vào và chuyển cho các bác. Đây là con mái, đây là con trống. Gửi đi Mỹ Đình anh ạ. Vâng. Không, nó thay lông kìa. Như này là quá đẹp, bông tơi nhanh nhẹn, lứa quá đẹp. Ở thì khách hàng của em là toàn những người họ nuôi kiểu như một đôi chơi, một là thế, hai đây là ngắm nghía, người thì 4 con, người thì 2 con. Ba ký, gần 3 ký một con, 3 cân, gần 3 cân. Viện chăn nuôi trung tâm nghiên cứu gia cầm. Bán thịt đà điểu, con giống chất lượng cao. Viện chăn nuôi trung tâm nghiên cứu gia cầm Thị Phương, trạm nghiên cứu chăn nuôi đà điểu, cửa hàng giới thiệu sản phẩm. Cơ quan. Trông này không nhảy ra nhỉ? Không phải, nó chưa nhảy được. Viện chăn nuôi trung tâm nghiên cứu gia cầm Thị Phương, trại nghiên cứu đà điểu Ba Vì. Đó. Đây là cơ quan này. Đấy. Đó là các bà con khi liên hệ đến tổng đài bán con giống đà điểu, các bạn yên tâm, mình là phụ trách bên kinh doanh online trên mạng. Và cái công tác gửi đi như này là mình hứa đảm bảo là tuyệt đối 100%, chưa con nào bị hỏng hay bị chết hay bị lỗi chân gì cả. Rất là đảm bảo. Bên kia. Sang bên kia lấy.
Chuyển cho ông này là số nào đây? Ông này là ông 0981120215. Đóng vào đi. Nghe rồi. Xe chuẩn bị qua rồi. Em quấn vòng quanh cái ấy mà. Đấy, quấn vòng quanh cái mép của nó mà. Ok, quý vị và các bạn nếu có nhu cầu đặt hàng những con đà điểu giống, quý vị các bạn liên hệ số tổng đài là 01635305982.